Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah, hallelujah, lạy Chúa yêu dấu của chúng con. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa rất là nhiều. Ngày Thánh Nhật mà Chúa ban cho chúng con tại nơi đây, cũng như tất cả các con cái của Chúa trên toàn thế giới, để chúng con đến hội thánh của Chúa để chúng con được ra mắt Ngài, bởi vì chúng con là con cái của Ngài. Chúa ơi, buổi sáng nay, chúng con cầu xin Thánh Linh của Chúa thăm viếng hết thảy chúng con có mặt tại đây. Ngài cũng nhớ đến những người đang vắng mặt. Đặc biệt Ngài nhớ đến tôi tớ của Chúa là mục sư Duy và các tôi tớ của Chúa đang đi hầu việc Chúa ở nơi xa. Vậy con cầu xin Chúa gìn giữ các tôi tớ của Chúa và bổ lại sức cho tôi tớ của Chúa, để hầu cho tôi tớ của Chúa nhận được sức mới và năng lực, sự sức giàu từ nơi Ngài để kết quả cho công việc của Ngài. Chúa ơi, giờ để đây chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con được ngợi khen Ngài, được thờ phượng Ngài, chúng con được dự tiệc thánh để nhớ lại sự cứu rỗi mà Ngài ban cho chúng con. Nhưng Chúa ơi, giờ đây chúng con đến với lời của Ngài, vì lời của Chúa là sự sống của chúng con. Bây giờ này con cầu nguyện để xin Thánh Linh là giáo sư lớn của người giảng cũng như người nghe, xin ban thần thông sáng cho chúng con, để chúng con học lời của Chúa, chúng con hiểu lời của Chúa, chúng con suy ngẫm và chúng con làm theo để chúng con được phước. Giờ này chúng con dâng thì giờ này trong tay của Cha, vinh hiển thuộc về Ngài và chúng con hiệp chung trong sự cầu nguyện. Trong danh Chúa Giêsu Christ, Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa rất nhiều. Anh chị em được biết rằng lần trước thì tôi giảng chủ đề gì anh em có biết không ạ? Còn nhớ không? Tôi giảng là có lần trước là hãy vững lòng bền chí. Và hôm nay thì tôi lại giảng hãy yêu mến nhau. Kính thưa anh chị em, khi về nói về chủ đề tình yêu thì nó rất là rộng lớn. Mà nó rất là nhiều ở trong lĩnh vực. Chúng ta thấy rằng tình yêu thì chúng ta thấy là tình yêu thứ nhất là của cha mẹ, con cái. Tình yêu của đôi lứa, rồi tình yêu của con cái đối với cha mẹ. Tình yêu của những người hàng xóm láng giềng, tình yêu của bạn bè. Và khi đến với Chúa thì chúng ta càng kinh nghiệm một tình yêu lớn lao, đó là tình yêu của Chúa dành cho chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta được ngồi đây, chúng ta được làm con của Ngài. Đó là tình yêu mà Đức Chúa Trời yêu chúng ta vô bờ bến, anh chị em ạ. Bởi ơn cứu chuộc Chúa dành chúng ta, Chúa nói ở trong Giăng đoạn 3 câu 16, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Và trong thế gian thì có tạo vật của Ngài, và anh chị em và tôi, đó là kết quả của tình yêu Đức Chúa Trời dành cho loài người. Và hôm nay tôi xin được giảng với chủ đề đó là hãy yêu mến nhau. Bài giảng hôm nay được kỹ thuật ở trong thư Giăng thứ nhất, đoạn số 4, từ câu số 7 cho đến câu số 12. Thơ Giăng nhất, đoạn số 4, từ câu 7 cho đến câu số 12. Và anh chị em chúng ta cùng nhìn lên màn hình và đọc với tôi phân đoạn kinh thánh này. Chúng ta khởi sự đọc. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau, vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Kẻ nào yêu thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Ai chẳng yêu thì không biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta bày tỏ ra trong điều này: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống. Này, sự yêu thương ở tại đây, ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. Hỡi kẻ rất yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu nhau. Chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta yêu nhau, thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, và sự yêu mến Ngài được trọn vẹn trong chúng ta. Kính thưa anh chị em, tình yêu mến của Chúa đối với chúng ta là một tình yêu không điều kiện, anh chị em ạ. Và trong bài học này, cái tiêu đề của nó là hãy yêu mến lẫn nhau. Và trong phần thứ nhất trong bài học này, đó là Đức Chúa Trời muốn con cái Ngài yêu mến lẫn nhau. Anh chị em ơi, khi nói đến yêu thì chúng ta phải biết rằng phải có đối tượng để yêu. Chứ không phải yêu mà lại không có đối tượng thì không gọi là tình yêu, phải không? Còn yêu yêu chính mình thì đúng rồi, nhưng mà tình yêu là phải có đối tượng để yêu. Cho nên chúng ta là đối tượng mà Đức Chúa Trời yêu. Và đối tượng đó, đó là anh chị em và tôi. Đó là chúng ta được nhận đến tình yêu của Ngài. Đó là ơn cứu chuộc mà Chúa dành chúng ta. Và trong câu kinh thánh này là cũng là câu gốc mà chúng ta thấy trong bài học. Hỡi kẻ rất yêu dấu,
chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau, vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Kẻ nào yêu thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Anh chị em ơi, ngay từ cái cụm từ đầu tiên chúng ta đã thấy rằng chúng ta đã nhận được tình yêu. Anh chị em, Chúa nói là hỡi kẻ rất yêu dấu. Đó là ai? Đó là anh chị em và tôi. Hỡi kẻ rất yêu, không những yêu mà còn rất yêu. Chúng ta thấy rằng cái điệp từ này vô cùng là nói lên một tấm lòng yêu da diết của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Hỡi kẻ rất yêu dấu. Chúng ta rất được yêu dấu trước mặt của Chúa. Trong một cái lá thư ngắn thôi mà chúng ta thấy, chúng ta mà đọc lại có 5 lần mà Chúa đã nói hỡi kẻ rất yêu dấu. Thì phải biết rằng chúng ta, Chúa yêu chúng ta đến mức nào. Vậy thì ở đây chúng ta và Chúa nói là hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau. Cái vế đằng sau đã biết là Chúa muốn chúng ta hãy yêu mến nhau. Khi Chúa bảo chúng ta yêu mến nhau thì Chúa đã ban tình yêu của Ngài cho chúng ta. Đức Chúa Trời không bao giờ bảo chúng ta làm bất cứ việc gì mà chúng ta không thể làm, mà Chúa bắt chúng ta làm. Những điều Chúa bảo chúng ta làm là những điều chúng ta có thể làm. Và giờ đây thì Chúa lại nói là các ngươi hãy yêu mến lẫn nhau. Và Chúa bảo chúng ta yêu nhau thì chúng ta đã nhận được tình yêu của Ngài. Chúa bảo chúng ta làm những điều chúng ta có thể làm, và Chúa bảo chúng ta yêu bởi vì chúng ta đã nhận được tình yêu. Không bao giờ Chúa bảo chúng ta ban ra những điều mà chúng ta không có. Anh chị em và tôi đã nhận được tình yêu rồi. Và giờ đây Chúa bảo chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau. Và Chúa muốn chúng ta yêu chúng ta với nhau. Chúng ta yêu Chúa và yêu nhau bởi vì chúng ta đã có tình yêu rồi. Và tiếp theo, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Kẻ nào yêu thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Anh chị em có thể khoanh tròn cho tôi chữ lẫn nhau. Lẫn nhau. Lẫn nhau có nghĩa là thế nào? Và khi nói tình yêu thì thứ nhất là tình yêu trong gia đình. Cha, con, rồi vợ chồng, rồi con, cha với cha. Rồi tình yêu ngày hôm nay chúng ta có hội thánh thì chúng ta yêu nhau, người này yêu người kia và người kia yêu người này. Đó là lẫn. Lẫn thì phải có sự trao đổi, chứ không phải là lẫn là chỉ có một người nhận, còn một người ban, còn người một người nhận. Nhưng mà người ban cho người kia nhận và người lại nhận lại cũng ban lại. Đó là lẫn, anh chị em. Yêu mến lẫn nhau. Tức là khi Chúa bảo chúng ta đã nhận được tình yêu rồi, bây giờ chúng ta hãy thực hành tình yêu đó. Tình yêu trong gia đình, tình yêu trong hội thánh và tình yêu những người trong thế gian. Hơn thế nữa, Chúa còn bảo chúng ta hãy yêu gì, anh em có nhớ không ạ? Hãy yêu cả kẻ thù nghịch. Thì cái tình yêu tột cùng lớn hơn đó là yêu cả thù nghịch, anh chị em ạ. Vậy thì trước nhất chúng ta phải yêu những người ở trước mặt chúng ta, người bên cạnh chúng ta. Rồi chúng ta sẽ yêu ra những người xa hơn. Nhưng nếu chúng ta không yêu được những người bên cạnh chúng ta, làm sao chúng ta thể yêu được người xa hơn? Và Chúa nói ở trong thơ răng, Chúa nói gì? Thơ răng nhất đoạn 4 câu số 19. Chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Vì có ai nói rằng ta yêu Đức Chúa Trời mà lại ghét anh em mình thì là kẻ nói dối. Vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy được thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình là đấng không thấy được. Khi chúng ta nói là chúng ta yêu Chúa thì trước nhất là chúng ta phải yêu những người anh em mà chúng ta nhìn thấy đã. Con người của chúng ta ấy, thường thì nó hay làm theo phản xạ, và những gì chúng ta thấy thì chúng ta tin và chúng ta sẽ làm. Vậy thì Đức Chúa Trời là đấng không thấy, và chúng ta nói là Chúa ơi, con yêu Ngài. Và có những bài thánh ca nói là Giê-xu yêu Ngài hơn cả mọi điều. Vàng có nghĩa gì? Chúng ta phải hát, và chúng ta thấy rằng trong quyển thánh ca có rất nhiều bài hát nói về tình yêu. Và tại sao như vậy? Để cho chúng ta hát, và những lời đó là ấn chứng trong lòng chúng ta, để chúng ta suy ngẫm về tình yêu mà Đức Chúa Trời yêu chúng ta thể nào, anh em. Cái lời bài hát nó sâu động trong lòng chúng ta. Chúng ta hát gợi lên chúng ta hình ảnh mà Đức Chúa Trời yêu chúng ta. Đó là một cái tình yêu mà Chúa nói, nếu chúng ta không yêu anh em mình thấy được thì chúng ta không thể yêu Đức Chúa Trời là đấng không thấy được. Nhiều khi chúng ta cầu nguyện, Chúa ơi, con yêu Ngài. Con yêu Ngài hơn cả mọi điều. Con yêu Ngài lắm. Nhưng mà Chúa muốn là trước hết con nói con yêu ta thì con phải yêu những người mà con thấy được đã. Đúng không? Để bày tỏ. Đúng không? Vậy thì ở đây Chúa muốn chúng ta yêu mến lẫn nhau. Rồi tiếp theo ở đây, để bằng chứng cho chúng ta biết được chúng ta là người yêu nhau, thì Chúa ở nói tiếp.
Vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Kẻ nào yêu thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Anh em ơi, Chúa nói là chúng ta yêu nhau vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là cội nguồn của tình yêu. Đức Chúa Trời là căn nguyên của tình yêu. Và tình yêu đó đã tuôn đổ sang đời sống của anh chị em chúng ta. Tất cả mọi điều tình yêu bắt nguồn từ Chúa. Ngài là nguồn cội của tình yêu. Cho nên ở đây, và Chúa nói tại sao Chúa muốn chúng ta phải yêu nhau. Bởi vì ta đã yêu các ngươi. Chúa nói là ta đã yêu các ngươi thể nào thì các ngươi cũng phải yêu nhau thể đấy. Anh chị em ạ. Và đây Chúa nói là yêu mến nhau. Và Chúa tại sao Chúa lại nói điều đó? Vì Chúa nói là vì tình yêu thương thì làm sao ở trong thơ tăng nhất đoạn 4, Phi-e-rơ nhất đoạn 4 câu số 8. Chúng ta thấy điều gì ở đây? Lời của Chúa nói gì? Nhất là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng. Vì sự yêu thương thì che đậy vô số tội lỗi. Anh em ạ, vì tình yêu nó che đậy vô số tội lỗi. Tôi muốn nói có nghĩa là không phải là mình làm ngơ tội lỗi, mình dung dưỡng tội lỗi. Nhưng mà tình yêu thương là tha thứ. Và cái tự tha thứ đó sẽ khiến cho cái người phạm tội đó họ không còn phạm tội nữa. Anh em biết cái câu chuyện mà khi mọi người bắt quả tang người đàn bà tà dâm không? Họ kéo đến cho Chúa và họ nói là Chúa hãy định tội đi. Và Chúa nói là trong các ngươi ai là người không có tội hãy ném đá đi. Từ người già cho đến người trẻ đều đi hết. Và cuối cùng Chúa nhìn cái người đàn bà đó, Chúa nói là ta cũng không định tội ngươi. Hãy đi và đừng phạm tội. Cái sự tha thứ ở đây để nói lên cái tấm lòng dung thứ và khiến cho người đó cảm biết cái tấm lòng của cái người đó, cái người tha tội cho mình để người đó không còn phạm tội nữa. Cho nên đấy Chúa nói là vì tình yêu thương thì che đậy vô số tội lỗi. Bởi cái sự tha thứ đó mà người đó cảm nhận được người đó cần phải sống thì chân thành, sống không còn phạm tội. Và anh chị em ơi, Đức Chúa Trời là nguồn của tình yêu. Cho nên đây câu nói tiếp, kẻ nào yêu thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Để chứng minh cho một người yêu đó là gì? Người đó sanh từ Đức Chúa Trời. Anh chị em ơi, anh chị em và tôi được sanh lại trong gia đình Đức Chúa Trời, đúng không? Khi chúng ta tin Chúa Giêsu là chúng ta được sanh lại. Vậy thì để chứng minh cho một người được sanh lại, người đó phải yêu. Và để chứng minh người đó đang yêu mến đến nhau vì người đó được sanh lại trong gia đình của Đức Chúa Trời. Vì kẻ nào yêu thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Cái sự nhìn biết Đức Chúa Trời rất là quan trọng anh chị em ạ. Ngày nay tại sao anh chị em đi hầu việc Chúa? Tại sao anh chị em đi nhóm lại? Tại sao anh chị em dâng hiến? Tại sao anh chị em ra đi truyền giáo? Bởi vì nhìn biết Đức Chúa Trời là đấng yêu chúng ta và chúng ta làm theo những gì Chúa bảo chúng ta. Cái sự nhìn biết Chúa rất là quan trọng. Cái tấm lòng của chúng ta yêu Chúa và yêu nhau, nó sâu đậm hay nó nông cạn, nó tùy thuộc vào chúng ta nhận biết Chúa. Anh em ạ, một người càng yêu Chúa nhiều thì càng yêu nhau nhiều. Một người yêu Chúa nhiều thì càng tha thứ nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta suy niệm về Chúa ơi, con là một kẻ tội nhân không xứng đáng trước mặt Ngài, mà Ngài yêu con. Vậy thì con và những người bên cạnh con là những tội nhân, tại sao chúng ta không yêu nhau? Đó là điều cần phải có. Vì mình chứng minh rằng tôi sanh từ Đức Chúa Trời và tôi nhìn biết Đức Chúa Trời. Vậy đó là điều chúng ta thấy. Tiếp theo câu số 8. Ai chẳng yêu thì không biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Anh chị em ạ, vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Vì ai chẳng yêu thì không biết Đức Chúa Trời, và ai yêu thì là người biết Đức Chúa Trời. Cho nên điều đó là rất quan trọng. Mình chứng minh rằng Chúa ơi con biết Ngài, thì con phải yêu lẫn nhau. Và con yêu ta bởi vì ta đã yêu con trước, anh chị em ạ. Cho nên ở đây điều của Chúa nói rất là quan trọng. Hãy yêu mến lẫn nhau là một điều vô cùng quan trọng. Anh chị em ơi, tôi muốn nhắc lại cái điều lẫn nhau. Và anh em muốn xem với tôi trong Kinh Thánh ở Cô-rinh-tô nhất đoạn 13 từ câu 4 đến câu số 8. Cô-rinh-tô nhất đoạn 13 từ câu số 4 cho đến câu số 8. Trong Kinh Thánh chúng ta thấy cái chương 13 này, cái tiêu đề của nó là sự yêu thương. Và tôi không đọc hết đoạn, nhưng mà tôi sẽ đọc mà từ câu 4 cho đến câu 8. Ở trên nói là nếu không có tình yêu thương thì chúng ta chẳng ra gì. Tôi xin đọc từ câu 4. Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ,
tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự và lín chịu mọi sự. Tình yêu thương thì chẳng hề hư mất bao giờ. Anh chị em ơi, cái phân đoạn Kinh Thánh này nói về tình yêu và từ câu 4 đến câu 8. Vậy thì tình yêu bao gồm những cái điều ở trong đây. Tình yêu bao gồm sự nhịn nhục. Tình yêu thương thì hay nhịn nhục. Hay có nghĩa là đời sống người đó hay nhịn nhục, luôn luôn nhịn nhục. Cái từ hay đó. Rồi sao nữa? Tình yêu thương thì hay nhân từ. Tình yêu thương thì chẳng ghen tị, chẳng phe mình. Tình yêu thương không làm điều trái phép. Và cái câu số 7, tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự và nín chịu mọi sự. Anh em ơi, tình yêu là dung thứ, tình yêu là nín chịu. Tình yêu thì không nghi ngờ, tình yêu thì trông cậy và tình yêu thì nhịn chịu, nín chịu mọi sự. Cái nín chịu, anh em thấy cái điều này vô cùng là khó. Khó lắm. Nếu mà chúng ta không suy ngẫm và mỗi ngày chúng ta không cầu xin Chúa, Chúa ơi ngày ban năng lực cho con. Tình yêu là chấp nhận, anh em ạ, chấp nhận. Chứ không thể là, bây giờ nhiều khi chúng ta nói là người này phải đủ cái điều mà tôi đòi hỏi thì tôi mới yêu, không phải. Tình yêu là nín chịu, tình yêu là dung thứ, tình yêu là không nghi ngờ. Anh em ạ, tình yêu là chấp nhận. Tôi nói ví dụ như người vợ với người chồng. Cái người chồng, Chúa nói là người chồng phải yêu vợ như đấng Christ yêu hội thánh. Anh em ạ, và người vợ phải để vâng phục chồng mình đó. Vậy thì ở đây phải có đi có lại. Chồng phải yêu vợ và vợ vâng phục chồng. Chồng yêu vợ và vợ cũng phải yêu chồng. Anh chị em ơi, nếu mà để nói đầy đủ chúng ta hoàn hảo thì chúng ta mới chấp nhận nhau thì không yêu được đâu. Chúng ta là những con người, chúng ta luôn bất toàn và luôn thiếu sót. Nhưng mà yêu là chấp nhận. Chấp nhận nhau, chấp nhận những cái cá tính của nhau, chấp nhận cái thói, kể cả cái tốt chấp nhận đã lành rồi, nhưng mà cái xấu cũng chấp nhận. Anh em ạ, chấp xấu cũng chấp nhận. Cho nên ở đây Chúa nói là gì? Tình yêu thương hay dung thứ. Tình yêu thương thì nín chịu mọi sự, trông cậy mọi sự, rồi nữa gì ta? Tình yêu thương thì tin mọi sự. Tin những gì người chồng nói người vợ tin, và những gì người vợ nói người chồng tin. Và đây chúng ta thấy rằng yêu mến lẫn nhau. Người chồng tuôn đổ tình yêu cho người vợ, và người vợ cũng phải tuôn đổ cho người chồng. Chứ cứ một người cứ ban, còn người kia thì cứ nhận, thì cái người này ban lúc thì không còn để ban. Nhưng mà nếu người này ban, người kia nhận, rồi người này nhận, rồi lại ban, thì chúng ta mới tiếp tục ở trong một cái vòng tuần hoàn được. Còn một người cứ ban, mà một người cứ nhận, thì cái người kia không còn để ban. Anh chị em ạ, thế nên ở đây chúng ta thấy cái điều đó là rất cần thiết. Và tôi không có thời gian, chứ còn tôi minh họa nữa ở trong hội thánh anh em ạ. Người A phải chấp nhận người B, người tin Chúa lâu năm chấp nhận người mới ít năm, người già chấp nhận cả người trẻ chấp nhận người già, không? Đó là chấp nhận, yêu là chấp nhận. Nếu mà chúng ta hoàn hảo thì Chúa không cần nói phải nín chịu đấy anh em ạ. Nếu mà chúng ta hoàn hảo, Chúa không cần nói là tin, nín chịu, trông cậy, hy vọng. Và yêu là hy vọng. Nhiều khi mình chấp nhận cái tính xấu của người vợ, hoặc người vợ chấp nhận tính xấu của người chồng, và mình hy vọng sau này người đó tốt hơn. Anh em ạ, tốt hơn. Cầu thay, ai chẳng thích là một người vợ tuyệt vời, ai chẳng thích là một người chồng tuyệt vời. Nhưng mà Chúa tạo dựng chúng ta là con người, chúng ta không hoàn hảo. Nhưng mà bởi sự tha thứ, bởi sự trông cậy, bởi sự hy vọng, người đó dần dần sẽ hoàn hảo. Anh chị em ạ, đó là lẫn nhau. Anh chị em ạ, cho nên ở đây Chúa nói rằng vì nếu ai chẳng yêu thì không biết Chúa. Và anh em ơi, tôi rất thích cái phần Cô-rinh-tô đoạn 13 này. Anh chị em ạ, và Chúa nói ở câu 13, tất cả nhiều điều Chúa trình bày trên, nên bây giờ còn có ba điều này: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương. Nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương. Anh em ơi, tình yêu thương phải đứng hàng đầu. Tình yêu thương phải xếp hàng đầu. Vì tình yêu thương nó bao gồm sự nhịn nhục, bao sự mềm mại, bao nhìn sự thứ tha thứ, rồi bao gồm tất cả mấy điều mà Chúa đã trình bày trong Cô-rinh-tô 13 này anh chị em. Nó bao gồm. Khi một người yêu thì người đó cũng nhịn nhục. Khi một người yêu, người đó cũng tha thứ.
Và khi một người yêu, người đó sẽ chấp nhận và gì? Tin cậy người đó sẽ tốt. Và chúng ta thấy điều đó là Đức Chúa Trời. Nên Chúa mới bảo chúng ta yêu mến lẫn nhau. Hãy yêu mến. Cái từ đấy là hãy, đó là phải một mạng lệnh. Tiếp theo phần thứ hai trong bài học này tôi muốn học, đó là gì? Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu của Ngài qua việc sai con một của Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. Anh chị em ơi, Chúa bảo chúng ta yêu. Và Chúa đã hành động cái tình yêu rồi. Tình yêu thì phải có hành động mới là tình yêu. Tình yêu thì nó biểu lộ tình yêu. Chúng ta thấy tình yêu thì không có màu sắc, không có hình thù. Nhưng tình yêu có ngôn ngữ của tình yêu. Và tình yêu có việc làm của tình yêu. Và tình yêu thì có hương vị của tình yêu. Khi chúng ta yêu mến lẫn nhau thì chúng ta cảm thấy dễ chịu lắm. Yêu là chấp nhận. Khi người vợ sai, người chồng chấp nhận. Khi người chồng sai, người vợ chấp nhận. Thì nó làm cho cái không khí đó nó rất là vui vẻ. Nó không căng thẳng nặng nề. Nhưng nếu chúng ta chấp nhận khác và chấp nhận khác. Cho nên là trong mối quan hệ yêu lẫn nhau, chấp nhận chứ không phải chấp nhận. Anh em nhớ điều đó. Phần thứ hai ở đây, đó là Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu của Ngài qua việc Ngài sai con một của Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. Anh chị em ơi, tình yêu phải có hành động thì mới bày tỏ được tình yêu, đúng không? Tình yêu phải có hành động và tình yêu phải có ngôn ngữ của tình yêu. Vậy cho nên đây Chúa Đức Chúa Trời yêu chúng ta lắm. Ngài yêu chúng ta và Ngài bày tỏ bằng hành động gì đây? Trong câu số 9, lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ con được sống. Này, sự yêu thương ở tại đây, ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. Nhiều khi chúng ta yêu nhau thì chúng ta cũng có những món quà, nhưng món quà của chúng ta thì mua được. Nhưng món quà của Đức Chúa Trời cho chúng ta không thể mua được, mà không ai có món quà này. Chỉ duy nhất Đức Chúa Trời, Ngài có nhiều con anh em, một thôi, một người con duy nhất thôi. Nhưng vì quá yêu loài người, nên Ngài đã ban con của Ngài xuống trần gian này làm của lễ chuộc tội chúng ta. Chúa nói là ta yêu ngươi lắm. Và Chúa bày tỏ hành động đó là sai con Ngài là Chúa Giêsu đến trần gian để chết trên thập tự giá, để gì? Làm của lễ chuộc tội anh chị em và tôi. Tình yêu phải được bày tỏ bằng hành động. Và Đức Chúa Trời đã bày tỏ điều đó, đó là Ngài sai Chúa Giêsu đến trần gian này để chết cho chúng ta. Anh chị em ạ, và Chúa nói với chúng ta là con cái của Ngài. Và chúng ta đã nhận trong Côlôse đoạn số 3 câu số 12. Chúng ta thấy điều gì ở đây? Côlôse đoạn 3 câu số 12. Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong vòng anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương là dây liên lạc của sự trọn lành. Trên hết mọi sự, chúng ta thấy ưu tiên phải đứng hàng đầu. Và Chúa nói rằng, chúng ta là những kẻ Ngài yêu. Ngài nhắc đi nhắc lại, chúng ta là kẻ rất yêu dấu và Ngài yêu. Và Chúa đã bày tỏ tình yêu đó qua con của Ngài. Và ngày nay Chúa muốn anh chị em và tôi bày tỏ tình yêu của chúng ta với Chúa và với nhau. Anh chị em ạ, với Chúa đã, vì chúng ta phải yêu Chúa, rồi chúng ta sẽ yêu anh em mình. Và càng yêu Chúa nhiều thì càng yêu anh em mình nhiều. Cho nên Đức Chúa Trời đã bày tỏ tình yêu của Ngài, đó là sai con một của Ngài đến trần gian này làm của lễ chuộc tội cho chúng ta. Và chúng ta là kẻ có tội anh em ạ. Ở trong Roma đoạn số 8, ở số 5 câu số 8, Chúa nói gì ở đây? Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là kẻ có tội thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Ngài yêu chúng ta không phải chúng ta xứng đáng để Ngài yêu, nhưng khi chúng ta, Ngài yêu chúng ta khi chúng ta còn là ai? Kẻ có tội. Anh chị em. Và để làm sao, tôi muốn nhắc đi nhắc lại, để làm sao chúng ta có thể yêu mến lẫn nhau, thì chúng ta suy lượng về tình yêu của Chúa. Chúa ơi, con là kẻ có tội và Ngài là Đấng thánh khiết mà Ngài yêu con. Thì ngày hôm nay chúng con là ai mà không yêu nhau? Cho nên ở đây Chúa muốn nói là tình yêu phải là hàng đầu. Tình yêu phải là đầu tiên.
Vì tình yêu bao gồm rất nhiều điều. Và kính thưa anh chị em, tại thập tự giá, chúng ta mới thấy được tình yêu đích thực thật lớn lao của Đức Chúa Trời. Đó là hành động vô cùng lớn lao anh em ạ. Chúa Giêsu đến thế gian này để yêu, và Ngài yêu, Ngài chết cho kẻ Ngài yêu. Chúng ta yêu nhau thì có thể là phục vụ và có thể là ban quà, nhưng Chúa yêu chúng ta, Ngài chết cho kẻ Ngài yêu. Và Chúa nói ở trong Tin Lành Giăng đoạn 13 có một gì? Ngài yêu những kẻ thuộc về Ngài trong thế gian này, Ngài cứ yêu cho đến cuối cùng. Ngài cứ yêu. Anh chị em và tôi khi tin Chúa rồi, chúng ta nhiều khi có mắc lỗi không? Vẫn còn phạm tội chứ. Chúng ta xin Chúa tha thứ. Nhưng Ngài nói không, con đã phạm tội rồi, giờ ta không yêu con nữa. Không, Chúa nói là Ngài yêu những kẻ thuộc về Ngài trong thế gian này, Ngài cứ yêu và yêu cho đến cuối cùng anh em. Tình yêu của Ngài là bền chặt, không bao giờ thay đổi. Ngài yêu bởi vì Ngài yêu. Và kính thưa anh chị em, tại thập tự giá chúng ta thấy được tình yêu của Chúa quá lớn lao đối với chúng ta. Và càng nhìn vào thập tự giá thì chúng ta mới thấy tình yêu của Ngài thật là hết lòng với chúng ta. Và Chúa muốn chúng ta cũng yêu nhau bởi tình yêu đó. Và chúng ta thấy trong câu số 11 ở đây Chúa nói điều gì? Hỡi kẻ rất yêu dấu, lại một cụm từ tiếp tục trong có 6 câu kinh thánh thôi mà được nhắc 2 lần. Hỡi kẻ rất yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy thì chúng ta cũng phải yêu nhau. Chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta yêu nhau thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta và sự yêu mến Ngài được trọn vẹn trong chúng ta. Hỡi kẻ rất yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy thì chúng ta cũng phải yêu nhau. Anh em gạch cho tôi chữ dường ấy. Dường ấy là nói lên cái mức độ yêu quá nhiều. Dường ấy là cái dường mà chết cho kẻ người yêu. Yêu quá nhiều, tình yêu quá độ, tình yêu quá nhiều. Dường đấy là dường gì? Đó là con của Ngài chết đền tội chúng ta. Yêu đến mức độ chết, anh em ạ. Và thì ta chưa nói gì? Thì chúng ta cũng phải yêu nhau. Anh em muốn tôi để ý cho tôi. Cái câu số 7 thì Chúa nói là hãy yêu nhau. Nhưng mà câu số 11 này thì nói gì ta? Phải yêu nhau. Anh chị em ạ, nó tăng hơn, mức độ cao hơn. Hãy thì là một mạng lệnh, nhưng mà phải là bắt buộc. Anh em ạ, không phải là tôi thích yêu hay là tôi không yêu. Mạng lệnh thì có khi chúng ta thực hiện là cũng phải thực hiện đó. Nhưng mà ở đây thì phải yêu. Phải yêu, phải chấp nhận, phải tha thứ, phải là bắt buộc. Không thể không yêu được. Bởi vì nếu chúng ta yêu Chúa thì chúng ta phải yêu anh em. Vì Chúa nói rằng nếu kẻ nào yêu Chúa thì phải yêu anh em mình. Cho nên ở đây Chúa nói tiếp gì? Chúa đã yêu chúng ta dường ấy, chúng ta phải yêu nhau. Chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta yêu nhau thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta và sự yêu mến Ngài được trọn vẹn trong chúng ta. Kính thưa anh chị em, khi chúng ta yêu mến lẫn nhau là chúng ta đang giao truyền tình yêu của Chúa cho mọi người. Vì sao? Chúa là vì các ngươi yêu nhau thì tại điều đó thiên hạ sẽ gì? Nhận biết các ngươi là môn đồ của ta. Tình yêu phải bày tỏ anh chị em ạ. Và Chúa muốn chúng ta chứng minh điều đó là chúng ta yêu nhau. Thế cho nên ở đây Chúa nói sao? Còn Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, sự yêu thương yêu mến Ngài sẽ được trọn vẹn trong chúng ta. Ngài muốn tình yêu của Ngài dành cho chúng ta được trọn vẹn hơn, kết quả hơn và ra nhiều bông trái hơn anh em ạ. Khi chúng ta yêu nhau đó là chúng ta đang có bông trái của tình yêu anh chị em ạ. Việc làm của tình yêu và bông trái của tình yêu. Và tôi muốn lấy ví dụ nữa. Khi trẻ thì chúng ta rất được cần yêu. Khi đứa trẻ con này chúng ta đang tuôn đổ tình yêu cho những em bé này rất là nhiều. Và khi nó lớn lên nó biết nói thì nó cũng hơi biết bày tỏ tình yêu. Nhưng mà lúc còn trẻ nhỏ đó là cha mẹ đang tuôn đổ tình yêu cho nó. Và lúc khi cha mẹ già, cha mẹ muốn chúng nó tuôn đổ tình yêu cho cha mẹ. Đó là lẫn nhau đấy anh em. Tuôn đổ lẫn nhau. Và Chúa muốn điều đó. Phải tuôn đổ tình yêu cho nhau. Chứ còn nếu mà chúng ta thấy rằng là nếu mà một người cứ ban và một người kia chỉ nhận thôi thì không bền đỗ đâu. Cái tình yêu nó phải luôn luôn qua lại, trao đổi tình yêu cho nhau anh em ạ, thì nó mới bền đỗ. Và Chúa nói tình yêu thì sao? Khi chúng ta yêu nhau thì đời sống của chúng ta thấy hạnh phúc. Khi một gia đình sống trong tình yêu, chúng ta thấy về một cái căn nhà đó có thể là ăn uống nó đơn sơ thôi, nhưng mà bởi người yêu nhau
thì cảm thấy rất là vui vẻ, cảm thấy rất là hạnh phúc, anh chị em ạ. Cái tình yêu đó là nó đem đến cho chúng ta một động lực để sống trên đất này và sống gì? Sống kết quả, anh em ạ. Cho nên chúng ta thấy tình yêu là vô cùng quan trọng. Và Chúa nói ở trong Tin Lành Giăng đoạn số 10, tôi nhắc lại cái mạng lệnh trong Tin Lành Giăng đoạn số 15 đó. Chúa nói: "Ta ban cho các ngươi một điều răn mới." Anh em ạ. "Ta ban cho các ngươi một điều răn mới." Nghĩa là các ngươi phải yêu nhau. Như ta đã yêu các ngươi thể nào thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Và chính cái điều chúng ta yêu mến nhau để thiên hạ nhận biết là chúng ta thuộc về Ngài, là con cái của Ngài. Và cái điều đó rất cần. Và khi chúng ta yêu nhau là chúng ta đang giao truyền cái tình yêu của Chúa cho mọi người trong thế gian này. Và kính thưa anh chị em, và để làm sao để duy trì được tình yêu này, đúng không? Ai cũng cần chứ, duy tình yêu này. Thì chúng ta nên thấy là mỗi ngày anh chị em phải có một mối quan hệ với Chúa, vì Ngài là nguồn tình yêu. Còn nếu chúng ta cứ cho tình yêu mà chúng ta không nhận, và bí quyết đó là chúng ta phải nhận tình yêu từ đấng ban tình yêu, đấng yêu thương. Chúa nói là vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Mỗi ngày chúng ta phải chạy đến với Chúa, và Chúa ơi, con khát khao có một mối tương giao với Ngài. Và chúng ta kinh nghiệm được tình yêu của Chúa tuôn tràn qua chúng ta. Và chúng ta được đổ đầy rồi, chúng ta mới tuôn tràn sang người khác. Còn nếu chúng ta chỉ ban, chúng ta chỉ yêu bằng một cầu nguyện một ngày 15 phút thì chúng ta không kinh nghiệm được tình yêu đâu. Phải có một mối quan hệ mật thiết với Chúa, phải nhận tình yêu từ nơi Chúa, và chúng ta vâng lời Chúa. Và chúng ta yêu Chúa, chúng ta vâng lời Chúa. Chúa nói gì? Vì Chúa nói tôi à, hãy yêu mến lẫn nhau, và phải yêu mến lẫn nhau. Và tôi nhận được tình yêu đó rồi, đây tôi muốn ban ra. Và tôi tiếp tục, khi càng ban thì chúng ta càng được nhận. Cái chai nước này khi nó đổ ra hết thì chúng ta lại tiếp tục đổ nước khác. Và tấm lòng của chúng ta cũng vậy. Tình yêu nó không thể cạn cợt nếu một khi chúng ta không đến với Chúa. Chúng ta đến với Chúa nó sẽ không cạn với tình yêu. Và nếu chúng ta không đến với Chúa, cái tình yêu nó sẽ cạn trong chúng ta. Cho nên bài học này, Chúa muốn chúng ta điều gì đây? Chúa muốn chúng ta yêu Chúa, và Chúa muốn chúng ta yêu nhau. Và Chúa muốn chúng ta yêu Chúa, yêu nhau, và Chúa muốn chúng ta yêu nhau bằng tình yêu của Ngài yêu chúng ta. Chúa yêu chúng ta bằng tình yêu không điều kiện, Ngài cũng muốn chúng ta yêu nhau bằng tình yêu không điều kiện. Chúa nói là ta yêu các ngươi thể nào thì các ngươi cũng phải yêu nhau thể ấy. Đó là điều vô cùng quan trọng. Và cảm ơn Chúa, qua bài học buổi sáng hôm nay, và tôi muốn lấy lại một điều, đó là Chúa muốn anh chị em yêu mến lẫn nhau. Chúa muốn nhìn thấy trong tình yêu trong gia đình, rồi với con cái. Và tôi muốn nhắc lại một điều, khi còn trẻ thì cha mẹ còn có sức lực để phục vụ con cái, rồi con cái phục vụ cha mẹ. Nhưng mà lúc già đấy thì cha mẹ rất cần sự tình yêu của con đối với cha mẹ. Khi người cha mẹ phục vụ con cái bởi vì yêu nên phục vụ. Và khi cha mẹ già, con cái phục vụ cha mẹ bởi vì yêu nên chăm sóc, anh em. Và bởi cái động lực yêu đó thì cái tình yêu và cái sự chăm sóc nó mới hồ hởi, nó vui mừng. Chứ không phải là chăm sóc bởi vì nó là nghĩa vụ tôi, hay là cái điều mà tôi phải bắt buộc vì ông bà là cha mẹ tôi. Nhưng mà yêu cha mẹ, phục vụ cha mẹ, chăm sóc cha mẹ bởi vì con yêu cha mẹ và cha mẹ yêu con. Và khi chúng ta làm bất cứ việc gì nó bởi cái động lực của tình yêu thì công việc đó rất là kết quả, và cái người phục vụ rất là vui mừng. Và kính thưa anh chị em, lời của Chúa buổi sáng hôm nay, tôi ước ao hãy xin Chúa khơi dậy trong tấm lòng của chúng ta cái tình yêu mến Chúa và tình yêu mến nhau. Anh em nhớ một điều rằng chúng ta yêu Chúa, Chúa yêu chúng ta và Chúa muốn chúng ta yêu Ngài. Chúa yêu chúng ta và Chúa muốn chúng ta yêu nhau, yêu mến lẫn nhau. Xin Chúa lời của Chúa buổi sáng hôm nay sẽ lắng đọng trong đời sống của anh chị em. Và giờ này thì thực ra mà nói thì tôi rất thích hát. Hồi tôi chưa có Chúa thì tôi cũng rất thích hát. Nhưng mà khi có Chúa rồi thì chúng ta được bày tỏ để ngợi khen Chúa. Và nhất là Chúa của chúng ta, Ngài rất thích chúng ta ngợi khen Ngài. Và tôi sẽ hát một bài, đó là Sống Yêu Thương. Sống Yêu Thương. Chúa yêu người, Ngài sanh nơi mang chiên. Chúa yêu người, Ngài cảm bao đau đớn. Chúa yêu nhân gian, yêu chẳng hề phai.
yêu là hiến dâng cuộc đời và sống cho người yêu. Yêu là sống trong nhân từ, là thứ tha người thương. Yêu là uy an chân tình, là mãi tin cậy nhau. Yêu là sống trong hy vọng, là khúc ca muôn đời. Chúa yêu người, Ngài ra ngôi hiên về. Chúa yêu người, Ngài sanh đời mang chiên. Chúa yêu người, Ngài cảm bao đau đớn. Chúa yêu nhân gian, yêu chẳng hề phai. Nhớ nguồn suối đang dâng tràn, làm nảy sinh mầm non. Trong Ngài chúng ta yêu người, làm tái sinh tình yêu. Nhớ Ngài đã yêu con người và chết cho người thương. Trong Ngài chúng ta yêu người là biết quên thân mình. Biết quên mình đời bao nhiêu phước thiêng. Thứ tha người, người luôn luôn thứ tha. Ôi an người, người luôn luôn an ủi. Hãy yêu như thế, dù Chúa tình yêu. Yêu làm má em tươi hồng, làm mắt anh ngồi sau. Yêu làm thắm đôi môi hồng, làm ước mơ trào dâng. Yêu làm đắm say tim người, làm ngất ngây lòng ai. Yêu là ý thơ cung đàn, là khúc ca êm đềm. Trước ngôi Ngài vì bên nhau khấn xin, giúp con ngày càng yêu nhau thiết tha. Sống quên mình và luôn luôn tha thứ, giống như Giê-xu yêu chẳng hề phai. Biết quên mình đời bao nhiêu phước thiêng. Thứ tha người, người luôn luôn thứ tha. Ôi an người, người luôn luôn an ủi. Hãy yêu như thế, dù Chúa tình yêu. Hãy yêu như thế, dù Chúa tình yêu. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.